Chơn như Như Lai không biến đổi, không phân biệt khắp tất cả chỗ. Chơn như thiện hiện cũng như thế, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Chơn như Như Lai lấy thường trụ làm tướng, nên không có sở trụ. Chơn như thiện hiện cũng như thế, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Chơn như Như Lai không có sự chướng ngại. Chơn như tất cả pháp cũng không có sự chướng ngại. Chơn như thiện hiện cũng như thế, nên nói thiện hiện từ Như Lai sanh. Chân như như lai cùng chân như tất cả pháp đồng một chân như không hai không khác không tạo không tác chân như của như lai luôn luôn là tướng chân như không lúc nào là chẳng phải tướng chân như thế nên chân như không hai không khác chân như thiện hiện cũng như thế nên nói thiện hiện từ như lai xanh chân như như lai đối với tất cả chỗ không nhớ nghĩ không phân biệt, chân như tất cả pháp đối với tất cả chỗ cũng không nhớ nghĩ không phân biệt, chân như của thiện hiện cũng như thế nên nói thiện hiện từ như lai xanh, chân như như lai không khác chẳng thể đắc trần như tất cả pháp cũng không sai khác chẳng thể đắc trần như thiện hiện cũng như thế nên nói thiện hiện từ như lai xanh trần như như lai chẳng lìa chân như các pháp trần như các pháp chẳng lìa chân như như lai trần như như lai luôn luôn là tướng chân như không lúc nào là chẳng phải tướng chân như trần như của thiện hiện cũng như thế nên nói thiện hiện từ như lai xanh tuy nói là tùy sanh nhưng không có chỗ tùy sanh vì chân như thiện hiện chẳng khác phật chân như như lai chẳng phải đến đi chân như của tất cả pháp cũng chẳng phải đến đi chân như thiện hiện cũng như thế nên nói thiện hiện từ như lai sanh như lai chính là chân như như lai chân như của như lai từ chân như quá khứ chân như quá khứ từ chân như như lai chân như như lai từ chân như vị lai chân như vị lai từ chân như như lai chân như như lai từ chân như hiện tại chân như hiện tại từ chân như như lai chân như như lai từ chân như ba đời chân như ba đời từ chân như như lai chân như như lai cùng chân như ba đời không hai không khác chân như tất cả pháp chân như thiện hiện cũng không hài không pháp nên nói thiện hiện từ như lai xanh chân như của bồ tát tức là chân như của phật các chúng bồ tát do chân như nên khi đắc bồ đề gọi là như lai ứng tránh đẳng giác khi như lai chứng đắc chân như này ba ngàn thế giới biến động sáu cách ta đối với chân như các pháp như thế càng tin hiểu nên nói thiện hiện từ như lai xanh thiên tử nên biết nhưng thiện hiện ta chẳng do sắc cho đến thức nên từ như lai xanh cũng chẳng do quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề nên từ như lai xanh cũng chẳng do trí nhất thiết nên từ như lai xanh chỉ do chân như nên từ như lai xanh thiện tử nên biết những thiện hiện ta không từ sắc thọ tưởng hành thức xanh không từ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề xanh nên thiện hiện ta từ như lai xanh khi ấy giá lợi từ bạch phật như là như thế rất sâu xa vi diệu Phật bảo xá lợi tử, đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói, như lai sâu xa vi diệu như thế. Nên này khi thuyết tướng như lai như thế, ba ngàn bí xô sạch hẳn các lậu tâm được giải thoát thành A-la-hán, năm trăm bí xô đi, xa trần bìa cấu, xanh pháp nhãn thanh tịnh, năm ngàn chư thiên đắc vô xanh pháp nhẫn, sáu ngàn bồ tát sạch hẳn các lậu tâm được giải thoát. Phật bảo xá lợi tử, 6.000 Bồ Tát trong chúng này, từng ở chỗ nằm trong Đức Phật quá khứ, gần gũi cúng dường, tùy tù bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, nhưng không giữ gìn phương tiện thiện xào của bát nhã, ba làm mật đa sâu xa, phát sanh nghĩ tưởng sai khác, tu hạnh sai khác, nên đời này chỉ nghe pháp lớn mà tâm sạch các lậu, được giải thoát xá lợi tử các chúng bồ tát tuy có đạo bồ tát không vô tướng vô nguyện nhưng không giữ gìn phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa liền chứng niết bàn rơi ở địa vị thành vần độc giác xá lợi tử ví như có con chim thân nó to lớn từ 100 cho đến 500 do tuần lông cánh của nó chưa đủ hoặc đã suy yếu con chim này từ trên cõi trời 33 nhào thẳng xuống châu thiện bộ giữa đường nó nghĩ tài này muốn quay về trên cõi trời 33 ý ông thế nào con chim này có thể về lại cõi trời 33 được không? Xá lợi từ bạch, kính bạch Thế Tôn không? Phật bảo xá lợi từ. Con chim này giữa đường bằng ước muốn đến châu Thiện Bộ sẽ khiến cho thân ta không bị tổn hại, không bị đau đớn. Ý ông thế nào? Ước muốn của con chim này có được thỏa mãn không? Giá lợi tử bạch phật kính bạch thế tôn không còn chim này khi tới châu thiện bộ thân nó nhất định bị tổn hại đau đớn hoặc chết hoặc gần chết vì sao vì thân của nó lớn lông cánh chưa đủ hoặc đã suy yếu lại từ trên cao rơi xuống vậy phật bảo giá lợi tử có hướng thiện nam tử vân vân bồ tát thừa cũng như thế Tùy phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã trải qua số đại kiếp như các sông hàng, xin tù bồ thí hí tịnh giới hí an nhẫn tinh tấn tịnh lự cũng tu giải thoát môn không vô tướng vô nguyện nhưng không giữ gìn phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa liền chứng niết bàn rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác Xá lợi tử, các Bồ Tát này tuy nghĩ nhớ giới uẩn, cho đến giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật ba đời, nhưng tâm thủ tướng không biết như thật về công đức chân thật của năm uẩn như thế, chỉ nghe danh tự suông thủ tướng chấp trước, trước hồi hướng Bồ đề, bèn rơi vào địa vị thành văn hoặc độc giác. Vì sao xá lợi tử? Vì các Bồ Tát này xa địa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã và làm mật đa nên như thế. Xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, nhưng còn hiểu nghĩa Phật dạy, nếu các Bồ Tát ra địa phương tiện thiện, thiện xảo của Bát Nhã và làm Mật Đa thì tuy đầy đủ vô lượng từ lường phước đức nhưng đối với Bồ Đề hoặc đắc hoặc chẳng đắc, thế nên Bồ Tát muốn đắc Bồ Đề thì nhất định chẳng nên ra địa phương tiện thiện, thiện xảo của Bát Nhã và làm Mật Đa. Khi ấy Phật bảo xá lợi tử, đúng như vậy, đúng như vậy như lời ông nói. Thế quyển thứ 561.